Tóm tắt tiểu sử Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Ngọc Thúy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen. Bà Võ Thị Ngọc Thúy sinh ngày 20 tháng 10 năm 1984, quê quán phường Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chỗ ở hiện nay A0501 AMB Babylon 683 Âu Cơ, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Võ Thị Ngọc Thúy có 2 năm kinh nghiệm làm Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Bà từng có 6 năm ở vị trí Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, trưởng bộ môn Marketing và chủ nhiệm chương trình đào tạo liên kết với Đại học Pháp, khối ngành Kinh tế Quản trị của Trường Đại học Kinh tế Luật thành phố Hồ Chí Minh. Bà cũng từng là đại sứ Hiệp hội Marketing Pháp tại Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Huế, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Về chuyên môn, Tiến sĩ khoa Quản lý Pháp lý tại Pháp, Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị các hoạt động dịch vụ tại Pháp, Thạc sĩ chuyên ngành Marketing tại Pháp, cử nhân Quản trị Kinh doanh và Du lịch. Quá trình công tác: từ tháng 3 năm 2002 đến tháng 5 năm 2006, bà là Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 4 năm 2013, bà nhận học bổng của Tổ chức Đại học Pháp ngữ sang Canada thực tập ngành, rồi sau đó nhận học bổng của Chính phủ Pháp, theo học liên tiếp 2 bằng thạc sĩ và làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Pháp. Trong quá trình làm nghiên cứu sinh tại Pháp, bà là Phó Bí thư chi bộ lưu học sinh, sinh viên tại Aix-Marseille, Đảng bộ Việt Nam tại Pháp, trợ giảng và nghiên cứu viên Trường Đại học Aix-Marseille, Pháp. Từ tháng 5 năm 2013, bà giảng dạy tại khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và từ tháng 3 năm 2014, bà được bổ nhiệm làm trưởng bộ môn Marketing và Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Bà đã được tặng thưởng nhiều bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và của Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế các năm 2002, 2003 và 2004. Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2005, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2015. Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Thị Ngọc Thúy có nhiều năm giảng dạy tại Đại học Huế và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đại học Aix-Marseille cửa Pháp. Năm 2018, bà là một trong những tiến sĩ được phong hàm Phó Giáo sư trẻ ở Việt Nam. Trong năm 2021, bà được bổ nhiệm làm tân hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen Thành phố Hồ Chí Minh.